Sao Tú cũng theo nghề hát hả? Tại tôi sợ nổi tiếng chứ bộ. Gì? Sợ nổi tiếng hả? Mà ngược lại thì có. Mà nè Tú, sao bà Chi bà lại lấy dép quăng vào Tú vậy? Ai mà biết được. Mà sao dạo này tôi thấy bà hay lên cơn quá à? Lịch cơn cái gì? Đâu phải vô duyên vô cớ mà lại lấy dép quăng vào mặt Tú. Sao bà gặp tôi bà không lấy dép chọi tôi mà bà lại chọi Tú? Tôi đâu có biết. Mà sao ông đi hỏi bà? Cái bà quan tâm người ta mới hỏi chứ. Ông nói vậy là có ý gì? Ý gì là ý gì? Nghĩa là quan tâm đến Tú, người ta mới hỏi, chứ làm gì có cái ý gì. Tôi ghét ai mà nói chuyện mập mờ lắm đó nha. Cái gì? Mập mờ á? Nếu nói về mập á thì không ai mà qua Tú đâu nha. Trời ơi, cái Ơ, ông này cái sao gì? bữa nay ông dám gì hả? Ơ, hoành tráng như vậy mà không gọi là mập sao? Ông dám hả? Thôi ngồi xuống đi, ngồi đi mà nóng tính quá. Ủa, nó đi vị trí mà sao vô đây? Vô đây á để nghe nhạc hòa tấu thư giãn. Tôi đang buồn muốn chết, còn dẫn tôi đi nghe nhạc hòa tấu nữa. Đôi khi á, vào những chỗ này yên tĩnh thì kiếm được nhiều điều hay thôi. Đi. Ủa, anh tìm ai vậy? À, tôi tìm một cô gái. Tìm một cô gái hả? Máu lạnh như anh mà cũng đi đến cô gái nữa thì tôi cũng là đàn ông chứ sanh tâm. Thôi ngồi đây đi. Ê, sao ngồi đây? Thì ngồi ở đây cho dễ thấy người đẹp. Nè, cô ta không có đẹp lộng lẫy nhưng mà nhìn đó rất là thu hút. Chà, anh làm tôi cảm thấy bất ngờ và tò mò quá. Con chào dì Phương Quỳnh. Ủa, con mới về hả? Dạ, dì khỏe không? Ừ, dì khỏe. Con uống gì nè? Như mọi hôm nha dì. Ừ. Ờ, mà chị nghe mẹ con nói á là dì Chi lại lên cơn nữa. Con chưa về nhà nên không biết. Con tính á dọn ra ngoài ở hoài vậy sao? Con ở ngoài thấy thoải mái hơn dì ơi. Nhưng mà giá con á, mẹ con buồn lắm. Con biết chứ gì. Nhưng mà về nhà một ngạt lắm. Nhiều đêm con đang viết bài, dì Chi lên cơn la hét sùm. Con viết không được. Mà sao mẹ con không đưa dì Chi đi chữa bệnh? Con cũng không biết nữa. Mẹ con làm sao á? Sao? Sao là sao con? Nhiều lúc mẹ con khó hiểu đến mức xa lạ với con luôn. Không có người mẹ nào á mà không quan tâm thương yêu con mình hết á. Mà dì được biết á là mẹ con thương con lắm luôn đó. Có lẽ đó là do công việc chi phối thôi. Thôi con vô trong đi, để dì pha nước cho con uống nha. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Để anh Tâm. Ừ. Cô ta kìa. Ủa, làm gì cười trao đổi? Tưởng ai. Muốn làm quen không? Ủa, anh biết cô ta hả? Qua đi rồi biết. Ủa anh, khỏe không em gái? Dạ khỏe. Anh sao rồi? Hôm nay lại đi cà phê hả?
Cà phê thôi, nếu hôm nay anh nhậu là tiêu đó. Sao vậy, có chuyện gì hả? Không, công việc thôi. À, giới thiệu với em, đây là bạn đồng nghiệp của anh, Minh Khoa. Chào anh. Chào em. Ngồi đi. Nè, còn câu hỏi lúc nãy, sao ông không trả lời tôi? Cứ từ từ đã, bợp chợp quá. Anh đây, chị Thương đâu? Anh đang bị stress. Anh và cô ấy mới cãi nhau, nên hai người đi riêng. Bó tay hai anh chị luôn. Giận gì giận, giận rồi về, về rồi giận. Không thấy mệt hả anh? À, Khoa biết không, ngày trước á, tôi theo đuổi cô này nè. Ai về đâu, mời tôi ra, hẹn tôi đi uống cà phê. Cuối cùng là mang cô chị cho tôi đó. Anh có được chị ba là có phước lắm rồi, còn than thở gì nữa. Chị Điệp, trời ơi, chị làm tôi hết hồn à. Sao bữa nay rảnh ghé quán vậy? Thôi vô đây ngồi. Chị ngồi đi. Thời gian là của tôi, rảnh là do tôi mà. Dạ, cô dùng gì? Cho tôi một ly cà phê. Dạ. À, hồi nãy chị nhìn gì mà tôi thấy chị cười hạnh phúc dữ lắm. Nhìn con gái chị chứ nhìn ai? Con gái tôi. Đứa nào vậy? Bích Thương hay là Phương Quỳnh? Con bé Phương Quỳnh. Nói thiệt nha, con bé ngày càng đẹp ra. Một nét đẹp duyên dáng mặn mà. Ban đầu mới nhìn á, thì thấy nó không có sắc sảo, nghiêng nước nghiêng thành như là con Bích Thương, con Phương Hà. Nhưng mà mỗi ngày á, nhìn nó một chút á, tôi lại thích cái vẻ đẹp của con bé này hơn. Nó y như một đóa hoa quỳnh vậy đó. Xin lỗi chị. Alo, tôi nghe đây. Dạ, chưa thấy cậu hai có động tĩnh gì hết. Dạ, còn cô Hân Giang á, thì theo giấy khai sinh, cậu không phải là con ruột của ông An Thích. Khi cô Hân Giang được 5 tuổi thì ông An Thích mới dẫn về nuôi. Chứ chắc chắn không? Dạ, chắc chứ. Tôi phải năn nỉ lắm. Ông bạn làm bên công an, ông mới giúp, ông lục lại hồ sơ giùm đó bà. À, còn chuyện gì giao phó nữa không hả bà? À thôi, chưa về nhà nghỉ ngơi đi nha. Dạ, chào bà. Bà cứ tưởng mình nắm hết danh sản của anh là bà đã ở trên mây. Nhưng xin lỗi bà, đâu có ai tự nhiên mà được hưởng hết những điều may mắn. Xin lỗi nha. Nghe nè, sao 100 bông hồng nữa hả? Được, ngày mai á thì cho người mang tới nhà con nha. Mẹ con á với con nhỏ Quỳnh Long ở đây nè, con cẩn thận nha. Thôi chị cúp máy đi. Khi nãy anh kêu em về với ba đi mà em không chịu. Cứ nhất định đòi ở lại đây, lo cho anh xong mới về. Sao phải cực khổ vậy hả em? Có gì cực khổ đâu chứ. Em yêu anh, lo cho anh là chuyện đương nhiên mà. Một mũi nữa,
rồi cùng ai nấy nữa nha. Ủa anh, sao vậy anh? Có chuyện gì vậy anh? Sao em biết anh ở đây mà tìm? Chuyện dài dòng lắm, anh hai nói cho em biết. Ơ, cô là ai? À, tôi là bạn của anh Phú thôi. Còn chị là ai? Tôi là mẹ của con anh Phú. Thôi, mọi người ở lại, tôi đi về trước. Vì thật ra anh Phú không có người chăm sóc, cho nên tôi chăm sóc thay thôi. Anh cố gắng nhanh khỏe nha. Mà nè, hết bệnh nhớ khao đó nha. Anh hay lắm, sao để xảy ra chuyện như thế này chứ? Em đi đâu có mình vậy? Đi chơi với hai anh cho nó vui. Nó đâu rồi? Mới thấy nó vô đây mà giờ biết mất mẹ rồi. Kỹ rồi, nó trốn đâu đó. Alo, anh ơi. Giọng của em. Anh đang ở trong ngõ hẻm, cất ngã tư, gần nhà em, đang có hai người theo dõi em. Anh thấy em đang khóc hả? À, em bình tĩnh lại. À, anh sẽ đến liền. Em ở đó, đừng đi đâu hết nha. Dạ. Có tiếng động ở đây nè. Con nhỏ đó đây nè. Đó kìa, đó kìa, đó kìa. Đừng theo, đứng lại. Đứng lại này. À, mẹ mới về hả? Con có chuyện ra ngoài một chút. Con đi với mẹ. Con. Chú Giang. Chú Giang. Dạ. Gia Thạch đi đâu chưa có biết. Dạ, không thấy cậu hai nói gì hết. Thôi được rồi, chú khóa cửa cẩn thận lại đi. Khi nào nó về, gọi điện thì xuống mở cửa. Dạ, thưa bà. Cẩn thận, dạo này trộm cướp lộng hành lắm. Dạ, bà yên tâm đi. Bỏ con ra. Mày là ai vậy? Em có sao không? Bình tĩnh lại, không sao. Không sao. Không sao. Thank you.
mụ nội mày á. Trời ơi trời. Cái con nhỏ này. Gì đó, định hù người ta, bị người ta hù lại, nói liệu luôn à. Con đó, làm gì hết hồn mà còn cười nổi nữa. Không ra chị thấy con lo ra, bộ có chuyện gì hả? Dạ, đâu có gì đâu, con không sao. Không sao thiệt không? Dạ thì... Con dạ nghe yếu xìu à. Bộ, con tưởng qua mắt được gì hả? Vì nuôi con lớn khôn, dù không hiểu con được 100 phần, thì cũng hiểu con được 80 phần chứ. Sao, có chuyện gì, nói gì nghe lẹ lên. Gì chứ, muốn nghe chuyện của người ta, mà con thấy... Dì giống uy hiếp con đúng hơn. Ừ, uy hiếp cũng được, mà năn nỉ cũng được. Nói cho dì nghe, nói đi. Ờ thì có người muốn làm quen với con, nhưng mà con từ chối họ rồi. Tại sao? Vì con còn nặng gánh gia đình quá. Má thì không được bình thường, anh trai thì không được tỉnh, ăn nhở đậu như con thì làm sao có quyền yêu đương hay gì tốt. Ờ thì dì, dì cũng biết khuyên con sao nữa. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay nếu không có anh, em không biết mình ở sao nữa. Tuy là em không nói cho anh biết em sẽ là chuyện gì, nhưng anh chỉ muốn nói cho anh biết một điều, là bất cứ sau này em cần một người lắng nghe, chia sẻ, anh sẽ là người sẵn sàng. Cảm ơn anh. Thôi em vô nhà đi. Vậy em vô nhà đi. Anh về cẩn thận nha. Ừ, chúc em ngủ ngon. Dạ, anh cũng vậy. Thôi, em vô đi. Alo. Dạ em tốt nghe đây nha. Ngày mai tao sẽ chuyển tiền cho tụi mày. Xin lỗi nha, hồi nãy tao hơi mạnh tay một tí. Dạ không sao đại ca. Cảm ơn đại ca nha. Bye bye. Nhìn em xanh xao quá. Hình như em không được khỏe hả? Nhưng anh có chuyện rất muốn nói với em. Và có thể lời nói của anh sẽ làm cho em buồn, nhưng mà mọi việc nó ngoài tầm khống chế của anh. Anh thật khó xử, và anh thấy mình không xứng đáng với em. Hãy tha lỗi cho anh nha. Anh đừng có rào trước đón sau nữa. Có gì thì anh cứ nói, em nghe. Em hứa sẽ làm theo lời anh. Anh đừng có như vậy. Vì em thấy em như vậy, em sợ lắm. Mẹ của anh ra quyết định ngăn cản anh đến với em. Bà muốn anh lấy vợ, nhưng mà là một người anh chưa hề quen biết gì hết. Anh... Không, em không thể nào sao anh được. Anh nói với bà là không được nha. Nha anh,
chúng ta không thể xa nhau được vì em đã... Ngân à. Em à, em mà tỉnh lại nghe anh nói nè. Anh sẽ làm theo lời của mẹ. Như anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Anh cố gắng thu xếp để đón em về nhà. Chúng ta sống bên nhau hạnh phúc. Em phải tin anh nha. Em phải tin anh. Alo. Dạ con chào bác. À, alo bác đi. Sao? Có chuyện gì mà gọi cho bác sớm vậy? Khỏe chưa con? À, tối qua con ngủ được không nè? Dạ, con đã đỡ rồi bác. Bác cho con hỏi, Hương Gia đã dậy chưa ạ? À, nó chưa xuống con à. Nè, bác hỏi thiệt nha. Có phải hôm qua hai đứa gây với nhau phải không? Tối hôm qua, nó về nhà. Nó chào bác con tiếng à. Rồi nó lên phòng tới giờ luôn á. Không thấy trở xuống nhà nữa. Nè, con làm cho cô công chúa của bác giận rồi đúng không? Dạ, con cũng không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà khi nào Giang dậy, bác nói là có con gọi điện thoại. Nói Giang gọi lại cho con nha bác. À, thôi được rồi. Tính của Hương Giang á, không có giận dai đâu. Để lát nữa, bác sẽ nói với nó. Thôi, con nghỉ ngơi đi nghe. Dạ, con cảm ơn bác. À, chào con. Con chào bác. Đúng là tuổi trẻ hết yêu đương rồi lại giận hờn. Ủa con? Ba nói anh Hậu tài xế mua sim điện thoại mới cho con đi. Ừ, mới giận có chút xíu à mà đòi đổi sim điện thoại lần sau. Thôi đừng nghe. Phú nó mới gọi nói chuyện với ba nè. Nó biết lỗi rồi. Thôi, con gọi điện thoại nói chuyện với nó đi. Lớn rồi, đừng có chút là giận, giống như con nít lắm, có biết không? Ba có biết là anh như thế nào không? Mà ba nói con đừng giận ảnh. Nên như thế nào mà con lại khóc vậy? Có phải là nó năng hiếp con không? Con nói cho ba nghe đi, ba sẽ chửi cho nó một trận, lấy lại công bằng cho con gái của ba. Ba, anh có vợ, có con rồi đó ba. Vợ đẹp, con ngoan, con không chịu cưới người ta nữa. Gia đình ảnh, chê gia đình cô gái kia nghèo, không xứng đáng làm sư gia. Cho nên ảnh với cô gái đó chung sống với nhau không danh phận. Sau khi quen với con, ảnh muốn bỏ vợ, cưới con theo ý của ba má ảnh. Con căm ghét loại người như vậy, cho nên con không muốn tiếp xúc với anh ta nữa. Sao con biết chuyện này? Nó ăn gan trời, nó mới dám làm chuyện này với con gái bà. Không được, bà sẽ gọi điện thoại cho ba nó để hỏi cho rõ ràng. Ba, đừng mà ba. Con không muốn vì chuyện của hai đứa mà ba và bác Trung phải xích mích với nhau. Thôi bỏ đi ba. Bích lòng thì bích lòng, ba không để người ta ăn hiếp con gái ba đâu. Ông nhắm, ông tránh mặt được tôi bao lâu? Ba bớt giận đi ba. Ba uống tách trà cho ấm. Ba xin lỗi con nghe. Ba đã không điều tra kỹ gì nó. Ba đừng nói như vậy. Ai biểu con yêu người ta mà không dò xét kỹ lưỡng? Là lỗi của con chứ đâu phải của ba. Thôi, con đừng buồn nữa.
Trưa nay bà dắt con đi ăn tiệc nha. Con không muốn đi đâu hết, con chỉ muốn ở nhà thôi ba. Nếu con không đi thì ba cũng ở nhà. Nhưng mà ba nói trước, tiệc này mà không đi mất mặt lắm đó. Tiệc của ai mà quan trọng dữ vậy ba? Sinh nhật của giám đốc điều hành công ty cà phê Hương Bang, và cũng là con trai của bà tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng của công ty mà ba cũng là cổ đông trong đó. Vậy ba hỏi con, bữa tiệc này ba có thể vắng mặt được không? Tú à, Tú. Dạ, chị gọi em. Ngồi xuống đó đi em. Nghe chị dặn nè, trưa nay sinh nhật Gia Thành, nó đãi nhà hàng, nên chị và Phương Hà, Bích Thương không ăn cơm ở nhà. Dì với lại cô Bảy với chú Giang ăn với nhau, nhưng mà nhớ lo cho Gia Lân với bà Quế Chi ăn uống đàng hoàng nha. Dạ, em biết rồi, còn gì nữa không chị? Bấy nhiêu thôi. Thôi được. À, nhớ là lo cho họ cẩn thận đó nha. Dạ, giờ chị lên công ty hả? À, chị đi. Số mình đúng là số con rệp mà. Quanh năm suốt tháng, đầu tắt mặt tối. Phải chi anh Lực anh còn sống thì chắc cuộc đời của mình nó có khác. Sao cho trẻ quá vậy? Nãy giờ có tiếng sột soạt, làm sợ gần chết luôn. Vậy để giờ rồi. Nhưng mà ông chủ sai lên nhà bà Điệp, nên bây giờ mới ra được nè. Được chợ nha. Anh hôm qua đi đâu vậy? Anh tặng em phải không? Ừ. Người ta hỏi vợ thì có vòng vàng, còn anh, anh cưới em chỉ có nhánh không lan rừng. Em chịu không? Ông màu mè quá ông ơi. Máy bay hạ cánh, dọn dẹp đường băng. Ai à? Ăn thằng cha mày đó, trời ơi, trời ơi, con ơi, té con ơi. Gia Lân giỏi thiệt á. Quán hồi Gia Lân nha, quán hồi Gia Lân. Giỏi hả? Trời ơi, trời ơi. Giỏi à, giỏi, giỏi à, giỏi à. Anh nghe. Anh Khang, nhớ trưa nay đến dự sinh nhật của anh hai em nha. Anh nhớ rồi. À, em đã làm xong phần kỹ xảo bữa trước anh chỉ chưa? Dạ, em làm y chang như anh dạy đó, nhưng nó không ra hiệu quả gì hết, nó rối nồi à. Được rồi, để mai anh ghé shop chỉ lại cho. Chắc là em làm sai cho nên nó rối nồi chứ gì. Vậy mà anh nhớ ghé nha. Không sao đâu. Được rồi, gặp lại em sau nha. Dạ. Anh sẽ làm được. Như anh nói, anh sẽ không bao giờ quên con. Anh cố gắng thu xếp đời đó anh. Chúng ta sống với nhau hạnh phúc. Em chúc tôi tốt. Đứa con của mẹ, liệu lời nói của ba con có phải là lời nói thật lòng không?
Dạ con mời cô ngồi. Ngân à, đến nông nỗi này rồi, bây giờ con tính sao? Con cũng không biết tính sao nữa cô. Đây là tình yêu của con, nên con quyết định. Con chấp nhận hy sinh vì tình yêu của mình. Nhưng liệu cậu ta có yêu con không? Dạ, anh Thành anh yêu con lắm cô. Nếu yêu con thì nó đâu có muốn xa con. Dạ, anh Thành anh không có muốn xa con đâu. Nhưng mà tại má ảnh mà anh bắt buộc anh Thành phải xa con đó cô. Bị bắt buộc sao? Cô không tin. Và cho dù nó có bị ngăn cản đến mức nào đi nữa thì nó cũng phải có trách nhiệm với con chứ. Anh Thành nói má ảnh không đồng ý, nhưng để anh thu xếp mọi việc. Thu xếp cái gì? Cậu ta chẳng làm được cái gì với bà già sắt thép đó đâu. Hay là để cô tính cho con nha. Cô muốn làm gì anh Thành vậy cô? Cô bắt buộc nó phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng của con. Cô ơi, con xin cô, cô đừng làm gì tổn hại đến danh dự của ảnh hết á. Chuyện này cô cứ để cho con. Khi nào con cần, con sẽ nhờ cô giúp đỡ. Cô hứa với con đi cô. Sao giờ này chưa tới vậy ta? Nè, tôi tính tháng tới tôi đi du lịch, đi không? Anh hai còn chờ ai mà chưa khai mạc vậy? Cũng được đó. Khách không nôn nóng mà cô nôn nóng là sao? Còn mấy món quà thấy đem ra vậy? Em hỏi vậy thôi, ai thèm nôn nóng chứ? Đói bụng quá. Anh đó, muốn câu khách đến bao giờ mà chẳng được. Trước sau gì thì anh hai con cũng khai tiệc mà. Chờ chút đi con. Ủa, mà sao hôm nay chị ba nóng tính gì ta? Con nhỏ này, có ai đụng tới em đâu mà em lên tiếng. Đi. Chào bác. Chào anh. Tiếp tục Khang đi con. Anh Khang, anh tới rồi, em mừng quá. Dạ anh hai, đây là anh Khang, thầy dạy di tính của em. Còn đây là anh hai. Dạ. Chào thầy giáo. Nghe Phương Hà và gia đình nói nhiều rồi mà hôm nay mới gặp được thầy giáo đây. Em có món quà tặng cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu nha. Ngồi đi. Tự nhiên nha. Dạ. Chơi vui vẻ nha. Anh hai cứ để em tự nhiên. Chào chị. Làm cái gì mà kiểu cách quá vậy, cứ tự nhiên đi nha. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay có gì bí mật vậy ta? Khai thiệt đi, đừng để mọi người phải chờ. Mọi người cứ chờ một chút. Ông này định dở trò quái quỷ gì đây ta? Định tạo scandal hả? Tính làm ngôi sao thú thiệt chắc. Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện rồi kìa. Chào bác. Chào. Dạ, rất hân hạnh. Xin giới thiệu với mọi người, đây là thương gia An Thức. Yeah. Nhà kinh doanh gỗ và cũng là cổ đông của công ty cà phê Hương Bang chúng ta. Còn đây là ái nữ Hương Giang. Xin mời. À, được. Em ngồi đi. Là sinh nhật của anh sao? Tại vì anh muốn tạo sự bất ngờ cho em. Thì ra là vậy. Hương Giang, ái nữ của thương gia. Mình biết ý đồ của ông Thành rồi. Cậu Linh, đẹp, cậu Linh, em đẹp, cậu Linh, bây giờ đi mà, đẹp. đi về, đi mà. Sao? Em đẹp mong mắt rồi, tìm em đẹp cho Lân ơi. Thôi được rồi, để đi tìm em đẹp nha. Gia Lân vào nhà đi, em đẹp đi bán qua ngoài shop, chút nữa là về liền à. Không chịu đâu, Lân ở đây đợi em đẹp à. Ông thấy cái số của tôi chưa? Hết dỗ mẹ, rồi bây giờ lại tới dỗ con. Thôi, cậu lại đây, để tôi chỉ cho cậu cách bón phân. Nha. Bón phân. Em đẹp về hả? Ừ, bón phân cho qua cậu em đẹp về. Vậy đi bón phân em đẹp về. Đi. Đi. Em đẹp về. Ừ.
em đừng có làm như vậy. Mình làm điều này là tốt cho cả hai bên mà em. Anh à, em vẫn thấy mình có lỗi. Anh biết em là người tốt. Những chuyện như vậy là quá sức đối với em. Nhưng mà em à, mình là phận tôi tớ trong nhà, ăn cơm chủ thì phải nghe lời chủ. Tranh thủ lúc này ông chủ còn đang đi sang, mình làm lẹ, để lâu là không được đâu em. Thế giờ mẹ mày á, xin trời Phật phù hộ cho con. Ông làm tôi mất hồn luôn vậy á. Chú đẹp ơi, đi bón phân đi, em đẹp về. Rồi, chú đẹp đi bón phân. Nhờ ông giùm Trần Gia Lân nha. Tôi vô tôi nấu cơm phụ với bà Bảy đây. Đi bón phân đi. Nào, đi. Đi bón phân. Hương Giang, tôi mời Hương Giang ly này 100% nha. Bích Thương à, em phải gọi Hương Giang bằng chị mới đúng chứ. Hương Giang lớn tuổi hơn em mà. Em không thích làm em, em thích làm bạn được không? Có được không Hương Giang? Sao cũng được. Làm bạn thì mình không thấy khoảng cách. Đó, Hương Giang đồng ý rồi đó nha anh hai. Đàn ông á, dẻo miệng, ga lăng nhiều thì tình cảm á, càng giả dối đó nha Hương Giang. Đúng là như vậy. Một số đàn ông tình cảm giả dối khó lường lắm. Vậy Hương Giang cũng phải đề phòng đó nha. Nhất là anh hai của tôi đó, coi chừng ngang. Em này, anh Gia Thành rất khác với những người tôi đã biết qua. Anh ấy rất chân thực. Coi chừng bị lừa đó bà. Em ăn đi. Bích Thương à, em ra ngoài với anh nha. Ok. Dạ. Cô định bày trò gì ở đây mà cứ chỉ trích anh mình hoài vậy? Thì em chỉ muốn cảnh báo Hương Giang thôi. Thì sao? Bích Thương, tôi cấm cô nói vậy. Nếu như tôi kể cho Hương Giang nghe biết chuyện tình giữa anh và cô thư ký Thanh Ngân á, thì sao ta? Cô biết gì về chuyện đó mà nói? Tại sao lại không biết chứ? Biết từ A đến Z đó. Tào lao, nói tầm bậy, chẳng ai tin đâu. Cháu có đi làm gì không? Dạ, con chỉ ở nhà phụ công việc cho công ty của ba thôi à. Tôi chỉ có Hương Giang là con gái, cho nên không cho nó đi làm ở đâu hết. Học xong thì về nhà, nó chỉ có phụ công việc với tôi trong công ty thôi. Con cái mà phụ việc cho công ty mình là tốt nhất anh à. Cũng như Gia Thành thôi mà. Dạ. Nói chung là còn cái quản lý công ty gia đình là tốt nhất. Dạ. Dạ mời. Chúc mừng anh. Mời cháu. Dạ. Cô là em gái của tôi mà ăn nói như kẻ thù vậy, cô phải ủng hộ tôi chứ. Anh làm gì mà kêu tôi ủng hộ chứ? Cô chỉ cần im lặng là được rồi. Im lặng cũng được, nhưng mà tôi ghét cái loại người á có tình cảm giả dối toan tính.
con người ta đôi khi vì một việc nào đó, một lý do nào đó để hoàn thành mong ước của mình, thì sự toan tính lừa lọc chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Còn mọi thứ về sau càng khốc liệt lại càng hấp dẫn. Nếu như Hương Giang biết anh là loại người gì thì cô ta sẽ nghĩ sao về anh ta? Đôi khi trong cuộc sống, nhắm mắt mở mắt lại có cái hay của nó. Cứ nghĩ mọi điều xung quanh ta, trong thời điểm hiện tại, hạnh phúc là được rồi. Cần gì phải suy nghĩ nhiều. Ồ, Hương Giang, sao em lại ra đây? Dạ, em định ra ngoài cho nó thoáng một chút. Thôi bây giờ ba chúng ta vào trong đi, không thôi để mọi người đợi. Anh Hai à, đi. Anh và Hương Giang vào trước đi, em vô sau. Ừ.